Thực hư không tin, chủ phòng khám nha khoa không chỉ đánh mà còn cho ô tô tông vào xe máy của khách. Sự việc khách nữ bị chủ phòng khám nha khoa KK ở huyện EAK, tỉnh Đắk Lắk đánh sưng mặt đang khiến dư luận bức xúc lên án. Ngoài đoạn clip ghi lại cảnh người chồng đến đòi lại công bằng cho vợ mình tại khu vực sảnh phòng khám thì mới đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip khác với nội dung ba chủ phòng khám KK cho xe ô tô tông vào xe máy của người chồng khách nữ bị đánh. Đoạn clip này nhanh chóng nhận về hàng chục ngàn lời chỉ trích, thổi bùng lên sự bức xúc trong dư luận khi mà clip đánh người còn chưa kịp lắng xuống. Sáng ngày 26 tháng 6, chúng tôi đã liên lạc với Đỗ Thị Giang, 24 tuổi, là nạn nhân bị đánh trong clip để tìm hiểu rõ hơn về thực hư thông tin chủ phòng khám cho ô tô tông vào xe máy của gia đình. Chiếc xe máy trong clip của em, chồng mình đang dựng ngoài đường. Người dân xung quanh nghe được thông tin câu chuyện thì rất bức xúc và đứng đông trước trụ sở công an. Khi làm việc xong xuôi, chiếc xe ô tô đến đón chị KN nhưng không di chuyển được vì phía trước quá đông. Các anh công an đã đến để giải tán đám đông, chồng mình cũng chạy ra dắt lại chiếc xe máy để lấy đường cho xe ô tô di chuyển. Lúc này xe ô tô tông ngã xe máy của nhà mình, chồng mình đứng gần đó luôn. Khi được hỏi thì người lái bảo rằng không nhìn thấy chiếc xe máy, Giang kể lại sự việc. Giang cho biết thêm sau sự việc xe máy bị hư hỏng và hiện đang được sửa chữa, chồng của cô là anh Nguyễn Thành Linh không bị thương. Về phần mình, Giang cho biết cú tát của bác sĩ KN khiến cô choáng váng vào thời điểm đó, đồng thời bị sưng và đau nhức sang ngày hôm sau. Cũng liên quan đến vụ việc chủ phòng khám nha khoa đánh người, sáng ngày 26 tháng 6, công an huyện EAK tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật. Đừng quên đăng ký kênh, chúng tôi sẽ cập nhật diễn biến tiếp theo của vụ việc trên kênh Tình 3 Phút.